Hello, xin chào tất cả các anh chị em, tất cả các bạn bè nhá. Đây mình quay cái video này là review cho mọi người xem là cái sản phẩm của mình sạc ắc quy mình mua trên Shopee này. Nếu mà mọi người xem thấy chất lượng ấy thì coi như là click vào cái đường link mình đặt dưới phần mô tả của video để đi đến Shopee mà mua nhá. Nếu mà mình cần đúng không? Đây là hai cái kẹp. Kẹp này đây là bộ sạc ắc quy này, nó chỉ đơn giản thế thôi, còn cái này nó là cái bình ắc quy 12V của mình này. Đây là cái đầu cắm này. Đấy, thì các cụ ngày xưa đó mà sạc bình ắc quy nó là hay lấy cái này cắm vào. Đấy, cắm vào cái này. Cắm vào cái này. Đấy. Cắm vào, rồi sau đó mới bắt đầu quẹt hai cái này vào. Quẹt hai cái này vào cho nó đánh lửa, nhưng mà mình cho rằng như thế là rất không tốt. Thì ở đây đó mình chỉ căn cứ vào cái này này, cực dương này, đấu vào dương của bình ắc quy đây nha, kẹp trực tiếp vào luôn này. Đấy, các bạn xem cái cách mình đấu này đó, cực này, cực này cực gì, cực này cực âm màu đen đúng không, cực này cực âm màu đen, đấu vào đây bình ắc quy như vậy. Là ở đây hắn có xảy ra một vấn đề, đó là khi mình đấu ấy thì hắn sẽ có điện quay ngược trở lại. Đây hắn gây sáng đèn. Như vậy ở đây hắn nói là cái đèn 50 này là sáng nhất. Như vậy cái bình ắc quy của mình ở đây chỉ còn có 50%. Đó. Thì là cái này, cái sản phẩm này nó rất là vô lý, nó không có hướng dẫn sử dụng luôn. Chắc có lẽ là hàng chế tạp thôi. Mình chưa bóc cái vỏ thôi ra, nhưng mà mình sẽ cắm để sử dụng cái đã. Nếu mà nó chất lượng sạc pin không ok thì mình sẽ trả lại cho nhà sản xuất. Đấy. Cắm vào đã. Khi mình cắm vào ấy thì cái đèn này nó nhấp nháy các bạn ạ, nó nhấp nháy từ 25 lên 50 lên 75 đến 100%. Đó. Đấy. Đây các bạn có thể xem này, nó nhấp nháy này. Còn cái này thường với những sản phẩm có led này thì tương đối là ok. Đó. Mình sẽ tiến hành nạp cho nó để xem coi như trong khoảng thời gian bao lâu. Vì nhưng mà vô lý, cái này là hắn có cái dòng ngược ở đây báo cái led này sáng này. Đó. Thì cái bạn nào mình sẽ để tránh thời gian dài video nhá, mình sẽ tạm dừng video nhá. Khi nào mà kết thúc ấy mình sẽ quay tiếp cho các bạn.